là Thái Tú, mình đến từ Tân Hoàng Trà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái sản phẩm trà hồng trà túi lọc của bên mình, đến từ thương hiệu Trí Việt nhé. Thì bên mình có phân phối hai loại sản phẩm hồng trà túi lọc, đó là sản phẩm của Gong Cha cao cấp và sản phẩm dòng bình dân, đó là hồng trà túi lọc của Trí Việt. Sản phẩm hồng trà túi lọc của Trí Việt thì có một cái ưu điểm, đó là tất cả các loại trà đã được đóng vào trong túi lọc, thì khi đó thì cái sản phẩm này đã được định lượng sẵn để một túi này làm được 2 cốc. Thế nên là chúng ta sẽ thao tác pha chế rất là đơn giản nhé. Trong các cái bộ sản phẩm trà bộ công thức của mình, như bộ trà sữa Đại Pháp và bộ khoa học đồ uống, thì mình đều có những cái sản phẩm hàng test như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem cách sử dụng của trà như thế nào nhé. Chào các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu ủ sản phẩm hồng trà Gong Trai túi lọc nhé. Với mỗi một túi lọc thì là định lượng rõ cho 1 cốc rồi, thế nên là chúng ta không cần phải cân nữa, chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Với mỗi một túi lọc chúng ta sử dụng 350 ml nước sôi. Chúng ta có thêm một cái thao tác nữa, đó là chúng ta sử dụng thìa tìm sản phẩm. Thời gian ủ là 10 phút. Sau khi ủ chúng ta có thể sử dụng nó ngay. Với sản phẩm trà túi lọc thì chúng ta rất là tiện dụng trong quá trình sử dụng. Nếu các bạn sử dụng máy đảo trà thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng trà tươi, tức là khi nào khách đến chúng ta có thể thao tác, chỉ mất 2 phút thì chúng ta có thể làm được. Cũng có thể các bạn sử dụng ủ để có thể dùng trong cả ngày, thì các bạn lưu ý thêm 200 g đá cho 1 lít nước thành phẩm, để trong bảo quản trong bình ủ trà để dùng cả ngày nhé. Chúc các bạn thành công.